Wow, cái mai chiếu thủy rất đẹp. Cái linh sam hoa trắng đẹp không? Một cái mai chiếu thủy bé tí tẹo mà dễ 24 giờ. Cái gốc tùng mà nó chạy kiểu dị dị như này là cũng hay đấy chứ anh Đăng. Đó. Thường thường là cái tùng nó cứ tròn 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 tròn, nó phải méo méo tí. Như gốc này dị này, nó biến thân này. Cảm giác nó già ấy. Ừ. Đó. Già nó chai. Biến nó méo thân là cũng hay chứ. Mình hay Nhà thấy nó tùng. nhà thì nó bóng. Nhà thì nó bóng chứ. Thường thường là Thế anh tùng bảo nó là nó có cứ. già Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline 0902 528 988 để được tư vấn. Tại sao cái tay này không làm sao hầu viết cái tượng ngay chỗ đây mà viết giải ra sao anh hầu viết cái tượng như này mà đem ghép sách thôi. À, viết môi ngoài á rồi tôi viết như là sách thông rồi cho em rồi. Chuyên gia Tấn Thắng tư vấn làm cây kỹ thuật. Được với thằng em nó toàn cua đẻo. Chuẩn bị là hội sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng nghệ nhân rồi. Gốc mai là dị ghê này. Tùng đẹp, nhiều gốc tùng đẹp. Sau này khoảng độ 10 năm nữa thì chắc chắn là nhiều cây tùng đẹp ra mắt. Gốc khế đẹp quá này. Gốc khế này đẹp mà cô anh nhỉ? Đấy, cồn tít luôn. Wow, gốc tùng này to này. Gốc tùng này cũng bự này. Gốc này hoành nó phải cỡ 180. Rất to. Thêm một gốc tùng nữa, đẹp quá. Wow, cái series này tuyệt đẹp. Quá đẹp. Thần cực điệu. Ở đây thì ngắm một số cái gốc mai chiếu thủy. Wow. Mày chiếu thủy rừng này đẹp không? Bây giờ mình thấy mai đang ra hoa đấy quý vị. Mai rất hay, nó không sợ nắng nhỉ? Gốc mai lùn này đẹp quá này, chảy luôn. Anh cây seri cái đẹp chứ, hai thân nó dẻo quá. Ô cái cây này là cây gì nhỉ, sao nó đỏ au cả thân, giống dòng mai đấy hả? À quét vào á. Ủa, cái kia hay không nhỉ? Bay. Cái đó vài trăm
cây anh là 100 cây này mới mọc. Anh ở Sài Gòn hay ở ngoài dạng đẹp quá. Nhãn à? Dạ, cái nhãn. Độc quá nha. Cái nhãn này quá độc đáo. Cái này thì ngắm kỹ hơn nha quý vị. Ở đây có mấy gốc nguyệt quế đẹp quá, mấy cây nguyệt quế rất đẹp. Bác nào mà chơi hoa nguyệt quế thì kiếm mấy cái này về chơi. Mấy cái chất lượng cao. Đây nữa này. Cái này chưa vẽ tàn. Đây có một cái gốc khế. Bể chảy nhũ luôn, bệt. Đặc sệt luôn. Phôi vú sữa. Hổ bèo này, trong này gọi là lục bình, chắc là ủ như thế này cho giữ ẩm, không bị khô đất, rất hay này, có cái gốc tùng rất đẹp. Rồi. Đam mê. À, cũng có mũ rồi. Quá là mát. Wow, đây có mấy cái cây khế dữ quá. Tuyệt vời. Hoành cỡ 720. Đẹp quá, dáng đẹp. Khế trực nữa này. Cái này thì tư bố hoàn thiện. Bán 150 triệu cái này thì quên bảo tồn không.
triệu mà mày ăn mà không đến. Đấy, vậy làm sao mà làm nói chung thì nhiều phôi thì tùng. Ở nhà vườn thì thường là nuôi ăn, rồi từ từ nó có cây. Chứ còn đúng không phải chứ mà do không trồng phôi được làm sao nuôi có cây được. Có định ghép đây này, một con cây đẹp như vậy không, như nước ngồi không, 300 triệu này. Đó không thiện này, như cây nước ngồi không. Sắp đó không thiện thôi. Mày coi này, nuôi tùng được cây như này lâu rồi. Đó mà vậy có 300 triệu à. Coi thân nó này, đi không nổi luôn mà tao trả con 150 à. Còn nếu hơn nữa đâu có mua. Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline 0902 528 988 để được tư vấn.